Rồi sau khi mình làm phần hướng dẫn các bạn phần slide slider dạng dạng email và dạng banner rồi, dạng full và dạng chia ba phần tư rồi, và chỉnh đến mobile luôn rồi, thì về tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn tiếp là mình sẽ show ra những cái sản phẩm mới, những cái sản phẩm nổi bật ra ngoài trang chủ ha. Ví dụ ha, ví dụ trang này. Trang này thì đầu tiên là cái slider xong rồi, dưới đây là banner tỉnh sau ha. Ở dưới đây show à, đây dạng tab nè, đó. Mình show ra dạng tab như vậy. Đó, ha, đây, đây. Đó. Click vô. Dưới đây thì ra, dưới đây nó sẽ thay đổi sản phẩm dưới đây. Đó, thì mình làm công việc đó thì mình đầu tiên mình sẽ làm như sau. Ha. Mình sẽ làm element đầu tiên, mình phải chọn mình cái bố cục trước cái đã. Đầu tiên luôn luôn mình suy nghĩ cho mình có một cái bố cục trước cái đã. Thì ở đây tôi sẽ chọn cho tôi một cái bố cục là session. Tại sao tôi chọn session? Vì lý do tôi sẽ có thể tôi sẽ tạo hình nền bên dưới, hoặc có thể tôi sẽ có một cái màu nền bên dưới, nên tôi chọn session. Còn dụ em mấy bạn ơi, em không không cần tới hình nền bên dưới, em không cần tới cái màu bên dưới, thì tôi chọn row ha. Ở đây tôi sẽ làm session để cho các bạn hướng dẫn cho các bạn hiểu luôn session ha. Session là sau đó tôi mới chọn xíu nha, nó mới quay quay thôi xíu rồi tôi sẽ chọn session mặc định nha, session mặc định, không cần chọn kiểu cỡ này đâu. Ở đây tôi sẽ show ra cái gì đây, từ từ để tôi coi coi mình sẽ show ra là về đây show ra là trang trí, show ra là tranh tranh dán tường đi nha, show ra tranh dán tường. Ở đây tôi đặt tên tranh dán tường cho nó dễ phân biệt đi, nguyên liệu tôi không có nhiều nên tôi làm ít thôi, tranh dán tường đó. Cái này đặt tên để trong mình phân biệt ở trong lúc mình làm thôi chứ không có hiện đi ra ngoài nha. Rồi đầu tiên tôi sẽ tạo một cái tiêu đề để tôi nhấn cái vị trí ngay đây, là tôi nói là tôi đang nói nội dung tranh dán tường, add to session, add một cái test không. Cái test này thì mình sẽ nó sẽ hỏi mình là headline hay là đoạn. Headline có headline uppercase, là headline viết hoa hay headline viết thường, hay headline có cái sub bên dưới. Tôi chọn headline uppercase luôn ha. Tôi chọn đây, tôi để đây là open editor, đây tôi đặt là tranh tranh dán tường không. Ok, ra giữa tôi nói tôi đang nói là tôi sẽ show và tranh dán tường không. Ở bên dưới cái test này tôi sẽ làm tiếp add to session đó, tôi sẽ add thêm một cái row một cột, cái row để giữ cho cái row một cột đến chi, để giữ cho nội dung mình luôn luôn nằm giữa hai bên màn hình ha, nằm giữa hai bên ha, nằm giữa hai bên ha, đó giữa hai bên này nhá, nằm giữa từ đây bắt từ mí này xuống, nằm giữa nội dung sẽ nằm giữa đây, nó không có bị lệch qua lệch lại ha, để như vậy. Rồi sau mở cái rào ra, rào một cột thì luôn luôn column nó là 12 trên 12. Add to column này mình sẽ add một cái tab nè, tab này, cái tab này ý nghĩa là gì, cái tab là giống như bên này nè, khi mình click vô cái nút này thì ở dưới cái phần sản phẩm ở dưới nó đổi, lít vô cái nút bên này phần ở dưới nó đổi, lít vô cái nút bên này phần không sản phẩm ở dưới này sẽ đổi theo ha. Đó, cái tab này, cái tab title đây mình bỏ đi, không cần xài tab title đây. Style đây mình chọn cái loại là fill cho nó có màu, rồi mình cho nó ra giữa ha, cho nó ra giữa. Mình muốn nó ở vertical hay là horizontal thì mình chọn vertical á thì nó nằm một bên, còn horizon đó là nằm bên horizon thì nằm bên trên tùy theo ha. Xong rồi muốn kích thước lớn thì mở lớn vừa ha. Rồi sau khi làm xong apply nó update thì mình sẽ có là 1 2 3 tab, thì muốn nhiều nữa thì mình chọn nữa. Tranh dán tường, trong tranh dán tường này có gì, tranh gì đó thì mình bỏ vô, ví
Ví dụ trong tranh dán tường mình nói là tranh, trong đây mình có nhóm là tại đây chưa tạo nên tôi sẽ tạo mẫu này, tranh dán tường đây. Đây là tranh treo tường, tranh canva, tranh tráng gương đi ha. Tranh treo tường. Tường ha. Tranh canva. Gì nữa? Tranh tráng gương. Ba cái. Thí dụ mình muốn nữa đi. Mình muốn nữa thì mình duplicate nó ra. Thêm gì nữa ha, tranh khác đi. Ví dụ. Đó, thì mình thêm nữa thì nó ra nữa, thấy không? Thì mình có bốn tab như vậy. Nghĩa là mình đang làm cái khung thôi, chưa có cái gì ruột ở trong nha, làm cái khung. Thì sau khi làm xong update rồi mình mới ra đây mình coi cái khung của mình như thế nào. Mình coi cái khung của mình review lại cái khung mình làm xong, mình review lại cái khung của mình, coi cái khung của mình như thế nào ha. Cái khung của mình khúc trên rồi, khúc trên là mình làm xong rồi. Trước đây tranh tráng gương, tranh dán tường, tranh treo tường, tranh canvas, lít vô từng cái ra ha. Đó, thí dụ ở đây cái này màu trắng tôi thích hướng này có một cái màu nhấn vô thì mình sẽ chọn màu ha. Để chọn màu thì mình sẽ xanh chỗ này cái cha nó nè, mình chọn một cái màu nào đó. Ví dụ muốn cái màu này, ví dụ muốn cái màu màu xám đi. Màu xám thì là mã màu gì đây? Màu xám là từ thăng EC là màu xám hoặc là gì đó ha. Mặc dù tôi muốn màu xám thì tôi chọn màu xám ở đây, ví dụ như vậy thì tôi sẽ có màu xám ở đây là ví dụ ha. Mà update thì ở chỗ này tôi có màu xám đây rồi. Đó, được chưa? Đó. Rồi tiếp tục. Tiếp tục ở đây. Tiếp tục ở đây thì mình sẽ sổ ra. Nghĩa là trong đây còn sổ ra. Mỗi đây đây sẽ có mỗi mỗi ô này sẽ có từng cái con bên trong. Add to panel nè. Mình sẽ chọn tiếp là row đất. Rồi nghĩa là cấp cuối cùng là row đất. Row đất. Chọn là đầu đất này ha. Đó, mặc định luôn. Đó. Ở cái đầu đất này mình sẽ chỉnh nó lại. Đầu đất này đang nằm ở bên, đang chỉnh tách này mà mình coi coi. Đây, đầu đất này sản phẩm nè. Sau sản phẩm ra nè. Đó, đầu đất này. Thì cái row đất này á, là mình muốn là 1 2 3 4 hay là 5. Mình thích một một cột mấy 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 cái. 4 hay là 3 hay là 5. Đây tôi nói 4. Còn cái loại shader nghĩa là sẽ chạy qua. Còn cái loại là rau á là nó nhảy xuống ha, tùy theo mình muốn. Đây tôi chọn shader đi ha. Còn xuống đây á, là xuống nữa, đây là tôi sẽ chọn là show category, không không cần show, show tiêu đề đánh giá không cần, show đánh giá luôn, right show có, add to cart có không, có luôn, with view không cần, equal item mà để equal item nghĩa là cho cái cột bằng nhau đó, mình chỉnh lại. Rồi sau khi mình chỉnh xong rồi mình đợi nó load lại coi đúng chưa. Đó, vậy đúng không? Rồi sau đó xuống đây là cái category nè, nghĩa là ngay đây mình muốn load những sản phẩm tranh treo tường thì ở đây mình phải chọn vô category tranh treo tường. Đối với đây mình chưa đăng sang sản phẩm hết, không là tôi chưa hướng dẫn bạn đăng sản phẩm lên cho nên mình chưa có cái dữ liệu nào mà nói về tranh treo tường hết, đúng không? Chưa có, cho nên tạm thời ở đây là mình để tất cả đi, mình để trống để cho load những sản phẩm demo để mình có cái mình làm. Rồi sau khi mình đăng sản phẩm mà mình sẽ sửa sau, bỏ vô. Update.
Rồi tiếp theo thì mình trên canvas mình làm giống như vậy, trên khác làm tráng gương như vậy luôn, nhưng mà mình sẽ làm một cách khác để cho nó nhanh. Thay vì mình làm từng cái thì mình sẽ sử dụng công cụ cụ gì để làm nhanh. PK bánh răng cưa nè, PK nó lên một cái thằng này ra, option nó ra rồi, sao rồi kéo nó qua đây. Đó, đóng nó lại qua đây, được con thằng bên này. Rồi tương tự như vậy, duplicate nó lên. Nghĩa là đang ở đây mình đang gọi, tất cả những cái sản phẩm luôn, nghĩa là đang lấy sản phẩm demo của WooCommerce. Còn sản phẩm của mình chưa có đăng vô. Sản phẩm của mình chưa đăng vô cho nên tới cái bài đăng là mình sửa luôn. Tới cái bài nào mình đăng sản phẩm mình sẽ chỏ vô cho đúng luôn. Hiện tại mình chưa có đăng sản phẩm nào hết, mới hiện tại mình đang làm cái khung thôi. Mình chưa có sản phẩm mà đăng vô, bạn bán rượu thì bạn chưa có đăng sản phẩm rượu, bán đất thì chưa có đăng sản phẩm đất, bán thực phẩm thì chưa có đăng sản phẩm thực phẩm vô. Mình đang lấy đề sản phẩm nè, hình không có nè, là sản phẩm demo của thằng WooCommerce đó. Mình đang lấy sản phẩm demo đó để mình nhìn vô có cái khung để mình thiết kế. Còn chừng nào khi mình đăng đủ rồi mình sẽ vô đây mình sửa lại nghe, đăng đủ rồi vô đây sửa lại nghe. Sửa lại bằng cách là mình chỏ vô đúng cái danh mục sản phẩm mình mong muốn. Dưới đây trên canvas thì chỏ vô đúng trên canvas, trên khác là đúng trên khác, trên gương vô trên gương nghe. Rồi sắp xếp lại nè, trên khác phải nằm qua cuối cùng, kéo trên khác nằm dưới cuối cùng đó. Rồi trên trang gương, rồi sau khi xong rồi đúng không thì mình qua đây để mình coi coi lại. Cái này áp dụng cho mấy anh là bất động sản được luôn. Bất động sản thì mình để là, nếu bất động sản thì mình đây mình để là dự án đất, đất nền. Dưới đây là đất nền đâu đó thì mình chọn vô đây, làm list vô đây ra, list vô đây. Đó, bên đây là nhiều mục, bên đây này slider chạy qua đây đó. Cái biểu tượng nút slider này nó cũng thay đổi được nha. Cái nút slider này mình thay đổi được nha. Cái nút đây thì mình option nó lại cái đồ đất nè, có cái nút slider, cái loại nút slider mình kéo xuống đây nè, nát slider nè, loại loại circle á, circle là loại tròn ha. Khi mình chỉnh xong rồi mình sẽ copy option nè để mình paste option cho nó nhanh. Paste option đây, đang cho nó ăn luôn, cái gì mình mới chỉnh. Option update qua đây. Đó, qua đây thì mình sẽ thấy được cái thay đổi của nó. Khi mình làm một bên thiết kế, một bên là mình coi, mình làm xong mình qua phần coi mình F5 lại đang cho nó nhanh luôn, nó làm cho nó tiện luôn. Đó. Đây nó tròn nè, nó nhìn đẹp hơn đúng không? Đây nó qua đây, đó, qua đây. Đó. Đó là cách làm như thế nha. Cách làm là show show sản phẩm theo danh mục ra ngoài trang chủ. Thế mình đây, trên tráng gương, trong trên tráng gương có là trên tiêu tường, trên canvas. Ủa số đi trên dán tường. Trong trên dán tường có trên tiêu tường, trên canvas, trên tráng gương, trên khác. Mỗi trong đây thì mỗi trong cái này có những cái sản phẩm khác nhau. Chưa vô. Ha. Đó. Rồi. Kết thúc video này ở đây luôn.